Nếu các bạn đang có nhu cầu muốn mua hạc liên quân thì hãy truy cập ngay khoac.rẻ24giờ.com. Tôi Hữu Bộ xin chào lớp cho anh em. Tôi Văn Tiến chào cho anh em. Tôi Hữu Mạnh chào lớp cho anh em. Hai thằng có tên lạnh không? Ui xì xì. Trời này mà ăn lẩu thì thế nào? Tuyệt vời ạ. Không gì tuyệt vời bằng. Ok con ạ, thì hôm nay như mình lại quay trở lại với series những nồi lẩu khổng lồ. Và lần trước các bạn có comment bảo mình là làm món gọi là lẩu gà lá rang ăn gọi là mắc phi. Thì mình đã tìm mua được lá rang. Thì hôm nay mình sẽ làm cái món gọi là lẩu gà lá rang cho các bạn xem. Và anh mình có mua thêm được một chút ớt xanh. Và anh mình sẽ nấu gọi là chua cay. Tức là làm lôi lẩu gà lá rang chua cay khổng lồ các bạn ạ. Thế bây giờ mình sẽ cho các bạn xem số nguyên liệu mà mình đã chuẩn bị. Nếu các bạn mà thấy clip này của anh mình hay thì các bạn đừng tiếc một lượt like, một lượt chia sẻ video để ủng hộ anh mình nha. Đây là số nguyên liệu mà mình đã chuẩn bị để có thể làm được nồi lẩu gà lá rang chua cay khổng lồ đó các bạn ạ. Ở đây gồm 3 con gà ta nhìn rất là ngon. Anh mình đã làm sạch vặt lông, tắm rửa kỳ cọ xong rồi. Một lát nữa anh mình chỉ việc đem đi để chặt ra thôi. Còn bên này là số rau cỏ. Thì ở đây gồm lá rang tạo vị chua và ớt xanh tạo vị cay. Lá rang và ớt xanh này thì chỗ mình không có nên là mình nhờ người mang từ Đà Nẵng ra. Và bên này còn có một chút rau muống, hành, xả và vài cây hoa chuối hay còn gọi là bi chuối con ạ. Tôi thử test thêm quả để có cây như bạn bảo nhá. Bà thử đi. Nó ngọt mùi ớt. Cay quá bạn. Cay hơn cả ớt đỏ kia. Thêm một lát nữa tôi cho 3 cân ớt xanh vào trong nồi lẩu thì bạn định ăn thế nào? Tôi chắc ăn thịt gà thôi bạn ạ. Ủa anh ơi, cái này nhìn giống lá ngón thật. Lá ngón. Nhưng mà em chưa biết lá ngón như thế nào. Anh nhìn giống lá rau má mà, em thử test thử xem. Em thử ăn xem nó như thế nào. Anh test thử rồi, chua lắm. Anh vừa thử ăn một lá là chua loét luôn. Mời các bạn nha. Mọi người chua lắm, tí mà anh đổ hết chỗ này vào thì anh em ăn thế nào? Anh đang hỏi em này, nếu mà cho hết cái chỗ lá rang này vào thì em ăn thế nào ấy? Ăn được hết anh ấy, giờ mình em ăn được là cá tiêm ăn được. Ok ok, bây giờ anh mình sẽ đem số nguyên liệu này để đi làm để chuẩn bị thưởng thức nồi lẩu gà lá rang chua cay khổng lồ thôi. Cường ơi, anh Bảo, em chặt gà thế này cho anh. Một con thì em chặt hết, một con thì em chặt làm đôi. Một lửa con đã chặt làm đôi thì em lại chặt lửa còn lại làm đôi. Và một con thì để nguyên cho anh. Em đã hiểu chưa? Em đọc lại cho anh xem nào. Nhưng mà em không... Vậy là quên hết rồi đúng không? Thôi thôi thôi, em chặt thế nào thì chặt đi. Nhưng mà vẫn phải để một con còn nguyên cho anh. Ủa chứ anh ơi, cái này để cả cành à? Không, mình ngắt từng lá theo chứ. Mình chỉ lấy lá thôi, ai ăn cái cành đâu. 24 cái hết lá vào cho cả hết. Nhanh mà, tôi chắc từ tối xong rồi. Thôi nhanh để đi, dừng lại tí, tất cả anh em cho thẳng vào bụng. Anh ngắt ướt là sáng mai. Anh em cố gắng kiên trì. Ăn sẽ thành công. Em có nghe câu là thành công không dành cho kẻ lười biếng chưa? Câu của em mà. À thế. Nhưng mà chính em lại lười biếng à? Này mỏi. Để nó nhiều quá. Cố gắng em. 20 bó. Cố gắng. Vậy là nguyên liệu anh em mình đã chuẩn bị xong các bạn ạ. Bây giờ anh mình sẽ cho gà vào trước. Mà anh em chỉ cho những cái phần gà to này thôi. Và đây thì mình sẽ để nguyên một con. Và một con sẽ chặt làm 3 phần. Sẽ cho 3 phần của con gà kia. Và một con nguyên này vào trước. Để ninh trước cho nó chín. Còn bên này là số nguyên liệu à, chỗ này là khoảng độ 2 cân ớt các bạn ạ. 2 cân ớt xanh sẽ cho vào luôn. Đi em mở vung ra. Ớt xanh rồi xả rồi gừng cho thơm. Ui. Wow,
Nhìn cái lò kìa, dã man thật chứ. Ôi ớt. Sau khi cho ớt xanh vào nhìn rất là đẹp mắt các bạn ạ. Em đẩy cái chân gà kia sau cho nó xuống đi mới đậy được vung chứ. Rồi rồi. Con này nó muốn chạy. Muốn chạy hả? Chạy được đi đâu nữa? Vào lưới. Thôi em thôi rồi, cứ đậy lại thôi, một lát nữa nó xuống là sẽ đèo thôi. Ui giời. Ủa anh ơi, giấu gì tán ớt đi này. Bây giờ anh mình sẽ cho lá rang và phần thịt gà còn lại vào. Anh mình nấu một lát nữa là anh mình sẽ thưởng thức được luôn. Gà vào, gà vào. Gà hết vào luôn. Ui giời. Ôi anh ơi. Ôi thơm ra. Cẩn thận bỏng đấy. Mày mày đợi đợi bung vào đi mày. Anh chắc ăn được rồi, chín anh em ăn được rồi. Vừa cho vào cái em muốn bị Tào Tháo đuổi à? Ăn được hết anh ạ. Cho anh em ăn được hết. Ôi đợi một chút nữa thôi. Đây là cái hậu trường mà anh em mình ngắt lá rang các bạn này. Rất nhiều cùi với cả lá lát nên anh mình không lấy, chỉ lấy có một phần của số lá rang nên là được ít, chỉ được khoảng độ một lửa mâm lá rang thôi. Mình cũng rất muốn là cho 20 bó lá rang vào để thử cái cảm giác cực kỳ chua của lá rang xem sao. Và cái nồi lẩu này anh mình sẽ đợi ninh thêm khoảng độ 15-20 phút nữa chín hết thịt gà thì anh mình sẽ bắt đầu thưởng thức. Vậy là sau bao nhiêu lâu chờ đợi thì cuối cùng cũng đến màn thưởng thức rồi các bạn ạ. Anh em mới ớt lòng quá. Lòng á? Thử ăn đi xem cay không nào. Anh em cứ bình tĩnh. Nào thưởng thức đi. Bước này bước quan trọng nhất. Anh cho em cái đùi. Nên là phải thật là bình tĩnh. Rất là ngon anh ạ. Đây để anh quyết định đây, cho Tiến thử chỗ này luôn. Lừa con luôn. Ui vừa vừa ăn luôn. Ui chắc chiến đấu luôn nhỉ. Ui đây. À, mạnh nè. Lại mạnh. Mạnh hơn em. Chắc phải bỏ xuống để chiến đấu ấy. À anh mình còn chuẩn bị thêm hai bát nước chấm nữa các bạn ạ. Một chút ớt xanh, một chút muối hảo hảo. Rồi một chút chanh nữa. Chấm thì chắc là ngon phải biết luôn. Rồi. Không tin thế rằng. Mời bạn nha, thử nữa đây. Điều mà thử rất những vị chua cay ở đây. Ôi giời anh ơi. Ôi giời quả lọ lọ. Vẫn nguyên chưa cắt. Anh nóng quá. Nóng quá. Mời các bạn nha, mình là người test đầu tiên. Ok quá. Mở ra là em đã thấy mùi kiểu mùi chua chua lá rang rồi. Mời tất cả các bạn nha, chấm chấm ra. Mạnh thưởng thức rồi, em có thấy chua không? Hơi chua chua anh ạ, nhưng mà có toàn cay cay quá. Mày bắt đầu à? Cố gắng em nhé. Em muốn ra một cái rồi. Anh ơi, có vị cay bớ cay à? Chua chua anh ạ. Gà ăn được kiểu gà hầm thuốc bắc ấy anh ạ. Gà hầm hầm mềm mềm thơm á. Em nhớ thuốc bắc này có chua quá. Gà gà hầm thơm á. Đi uống cái nước này có là cay à? Rau. Em thấy cảm giác vừa chua vừa cay nó lẫn lộn nó. Nó kiện với nhau ăn lạ lắm, mùi lạ lắm. Ngon quá. Cho rau vào ăn. Đẹp quá. Đậm đà. Cái quá anh ơi. Thôi là đấy. Chiến đấu. Lần đầu tiên là thưởng thức kiểu lá rang. Yep, lần đầu tiên là lá rang này. Ăn kiểu lá chưa. Lúc đầu mình không nghĩ là lá này. Ăn. Cắn lại mấy cái lá chua này. Lấy anh vậy, em lấy đến 10 cái đùi anh ạ. Mấy đùi cá. Ít lá rang. 10 cái đùi. Rồi cho anh một cái mùi em múc nước này, uống thử nước. Có nước này ngon quá. Ủa, lá rang chua lắm anh ơi. Ăn nước cái gọi là phê. Ăn phê rồi. Anh ăn thử đi. Cay quá. Tôi đánh thử rồi, cay lắm. Em đợi đợi mình coi. Ủa, nuôi nhau chi chật. Cắn lên thịt lá phê lên thịt lấy thường. Thích không? Cay quá, nước cay lắm. Còn hai cái đùi cho em ạ, cứ bình tĩnh. Ăn giống gà hầm ngạch cứ vậy. Anh cay quá. Cay quá. Ủa nó chấm kiểu muối này đúng là tuyệt vời. Muối này như anh Khoa pha có công thức riêng hay sao? Ngon đấy.
đâu. Ừ. Của anh em nốc hết cái đùi rồi. Rồi tiếp mục chơi con gà nha các bạn. Hết cái đùi. Tôm cây cây. Anh em mình cho lá rang cho nên là đỡ phải cho dứa nó, đỡ phải cho cà chua, đỡ cần coi như lá rang đủ cái chua hết rồi. Càng du du du. Nước nước nước. Nào bạn. Ủa lương. Ăn đã xong rồi. À. Thử có ớt theo một cây. Mời bạn đây. Ồ. Cay quá anh. Bạn nhiều quá. À, cắn quả ớt cay xe luôn, không không thể ăn được. Dạ kiểu hơi mềm mềm, tôi ăn phê. À. Bây giờ thì mình sẽ bắt đầu vào để thưởng thức món lẩu gà lá rang chua cay này con ạ. Để em dập cho anh cái đùi. Ủa anh à? Ủa, chết tuột đấy. Nó ninh, anh em mình ninh kỹ lắm hả? Nhìn thêm nó kiểu toát toát ra này. Đúng không? Nhìn phê chưa? Wow. Chết luôn anh ạ. Mình mời tất cả mọi người nhá. Ủa chất. Rồi, giật phát ra anh ạ. Giờ nó khoát luôn. Nó ăn. Bây giờ ăn vào chua không mà nó tê tê ớt kiểu chậm chậm ấy. Cay ngon. Cái này cầm tay ăn hấp dẫn rồi. Cái cánh này nó... Đang ăn thịt gà thì cũng ăn thêm vài cái lá rang nào. Hơi cay. Thử lá rang chưa? Em thử rồi. Chua lắm anh ạ. Mắc chua luôn. Nóng mặt đấy. Ui dồi. Tiến cho em cánh này để anh giặt nó phần còn lại. Bạn lại chấm này phê luôn. Đấy, tôi quên mất đấy, tôi cầm cái thế này. À, tê quá. Anh bay chuẩn. Em cháy cái lưng mũi rồi này. Mới đầu ăn không tê, xong bắt đầu xong ngấm dần dần tê ra chứ. Mạnh làm cánh ấy, để anh giặt. Thật sự là... Tối nay anh cho em xin ít nước lội vào để em chan canh ăn cơm. Cái số lá rang này nó có khi nó phải bằng 10 quả dứa mất. Tại vì thế này, độ chua rồi tặng em thích này. Anh mình chia luôn. anh đánh cái lòng, em đánh cái mè. Thử hỏi xem có thấy ngọt bùi hay không. Ok, em... thử này đi anh ạ. Thử ít nó hoa chuối. Hoài. Đúng chưa? Cắn luận lòng. Thử xem là xem có ngọt bùi không. Tình anh em ta bắt đầu ấm dần đấy. Trước giờ là lạnh lẽo à? Trước giờ vẫn ấm nhưng bây giờ ấm lên. À ok. Cảm ơn đi lên. Cảm thấy tất cả mà chấm lại cái nước dùng ở cái nồi nấu. Ôi cay quá. Cay vãi trưởng. Ớt này ớt đặc biệt. Lần đầu tiên được ăn ớt này. Cảm giác là rất phê. Tạm cần ớt. Trời ơi, nhiều người khác thì ăn nó. Anh đang tìm kiếm gì ấy? Đấy, múc cho anh em nhưng mà có vẻ thấy đỡ hay sao ấy. Vãn lắm rồi đấy, cái mè đấy em. Đây, bè múc dạ chủ yếu toàn rau là rau thôi. Anh em mình quánh cho nãy giờ. Chủ yếu toàn rau là rau thôi. Vãn bớt thịt rồi. Thôi, anh em mình ăn hết thịt thì anh em mình ăn rau thôi. Tim tim này. Nhưng mà toàn thấy xá, rau là rang. Lá rang ăn cũng được anh, nhưng mà ăn nhiều. Đây bạn ơi, sợ không ăn được. Tôi quý bạn cho bạn ít ớt này. Đùa đấy, cho cái con miếng thịt đấy. Đây rồi, miếng thịt ngon đấy. Nhất miếng mè, xem như thế nào. Bạn thấy món này hôm nay đúng như các bạn bình luận mắc phê không? Mắc phê. Ôi, gà thì vẫn ăn như thịt gà, miếng như thịt gà bình thường, vẫn lâu lúc mà thịt gà. Mà ngon đến nước tôi dùng cay. Em cũng thấy mắc phê. Thịt gà, tại vì thịt gà nấu theo kiểu như này nó có lá rang mà nó có cái ớt đặc biệt này. Cho nên là nó ngập vào nữa. Ăn cay cảm giác cay hơn nhiều. Ớt là bé như ớt là bé như tuy có vỏ nhỉ? Ừ, có vỏ. Bé nhưng có vỏ. Ủa. Cay quá. Là con tôm với con dã ớt là nước chấm này, chấm này cay, mắc cay đi. Anh em này ăn rau thôi. Rau thôi. Là ăn rau và cho thêm một chút nước vào để cảm nhận hương vị gà khi mà đã được nấu ở trong cái nồi này. Em nghĩ là bây giờ cả bất kỳ anh những cái đồ, ví dụ đồ lẩu hay đồ gì mà anh em mình cho vào đây nhúng ấy, được trong cái nước này ăn quá tuyệt vời. Bỏ cái mồm ạ, tôi khỏi nhiệt luôn
Vậy là sau một hồi anh em mình đánh chén thì đã coi như là vãn hết sạch gà bên trong nồi này rồi. Và để không làm mất thêm thời gian của các bạn nữa thì có lẽ mình sẽ dừng clip này ở đây. Nếu các bạn mà thấy clip này của anh em mình hay thì các bạn đừng tiếc một lượt like, một lượt chia sẻ video để ủng hộ anh em mình nha. Rất cảm ơn các bạn đã theo dõi đến cuối clip này của anh em mình. Giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những clip tiếp theo.